Mình xin chia sẻ bà con và quý vị nhé. Hôm nay đây bà con này, hôm nay nhà bác bên hàng xóm nhà em cắt lúa, bác cắt thì là máy dùng máy liên hoàn nó cuốn vào, thì các cái con châu chấu ấy bà con, các con châu chấu nó cuốn vào, thì đây bà con này, đấy, đấy bà con, đây, đấy bắt về để rang bà con, nhiều lắm bà con, đấy, bắt một lúc là đây bà con, đấy, đấy bà con, mới ra rất nhiều, đấy bà con, nó máy nó cuốn hết vào đóng vào bao, về thì để thứ nhất là nó sạch sẽ cho nó khỏi, đấy bà con, bới nó ra nó nổ ngủ dưới để cho nó sạch, cho nó đỡ, nếu mà cái con này nó chết thì nó lại gây không tốt cho lúa, thì là nhặt luôn, nhặt tươi luôn, để đây bà con, đấy thứ nhất là mình về mình rang mình ăn bà con. Đấy, ở dưới xuôi thì hay ăn con này, gọi con châu chấu, nó thực ra nó là côn trùng ăn lá đấy, nhưng mà ở trên quê hương thứ hai Bắc Cạn em ít người ăn lắm bà con. Đấy, em tranh thủ em nhặt, em phơi thóc ở đây bà con. Đấy, em tranh thủ thấy muốn nhà em bên kia, em nhặt bên này để về ăn, thứ nhất là cho nó sạch cái vấn đề này. Lúa thứ hai là nó không hư lúa, vừa làm thức ăn bà con. Bới ra là nó nằm ở dưới đấy. Đấy. Đấy bà con. Nhiều lắm, đấy bà con, tí là được bữa ngày, nhiều, có cả một muỗng bà con. Rang với nước cà bà con, ngon, nước cà cho mỡ muối mì chính là ngon lắm bà con.